đang là một trong những thứ mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đường bóng khai. Bóng đi quá sâu. Tịch Tú để. Bây giờ thì thể kiểm soát bóng đã trở nên cân bằng hơn. Quả tạt khá hay. Đó là bàn thắng dành cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và đó là pha lập công đầu tiên của Caludia cho SHB Đà Nẵng mùa này. Một pha phối hợp tấn công ở bên phía hành lang cánh phải. Đó gần như cũng là tình huống dứt điểm cầu môn đầu tiên của SHB Đà Nẵng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tất nhiên là Caludia sẽ nở nụ cười sau pha lập công vừa rồi. Một tình huống mà phải chờ tới trận đấu ngày hôm nay thì anh mới có thể ghi bàn cho SHB Đà Nẵng. Tỷ số là 1-0. Đội bóng cầm nhiều bóng hơn, tạo ra nhiều đợt lên bóng hơn về khung thành đối phương kể từ đầu trận. Lại là đội bóng để thua trước. Pha phối hợp giữa Hoàng Minh Tâm, Võ Hoàng Hoàng và sau đó là tình huống dứt điểm của Caludia. Bóng vượt qua tầm tranh chấp của Jan Clesio. Và Caludia thì ở trong trạng thái không còn ai kèm nữa. Tỷ số là 1-0. Như vậy là hai sân đấu đã có bàn thắng là Phan Văn Long. Đó là một cú đá thẳng rất nguy hiểm. Quyết định táo bạo của Phan Văn Long. Có thể nghĩ tới cơ hội. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá của Phan Văn Long và chỉ có may mắn mới giúp cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thoát khỏi bàn thua. Từ một góc hẹp cho quá trình mà Caludia có thể quay trở lại với sân đấu. Lỗi của Paulo. Cần phải xử lý bóng nhanh hơn. Minh Tâm. Phan Văn Long có thể đưa được trái bóng vào khu vực 16m50 của đối thủ từ một pha phối hợp bên phía hành cánh phải. SHB Đà Nẵng vào lúc này đang có được lợi thế dẫn bàn. Vẫn còn cú sút không vào. Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt để bớt bóng khá nguy hiểm. Đây là Jonathan. Sút bóng. Sẽ là quả đá phạt góc được thực hiện bởi Đinh Thanh Trung. Đánh đâu. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng mà bóng chạm vai trên sân Hà Tĩnh. Sẽ càng khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Cơ hội. Cú sút rất hay. Xuyên chút nữa thì đã có một cơ hội thực thụ để cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể hướng tới bàn thắng san bằng tỷ số. Những pha xử lý của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trong hiệp đấu thứ hai này. Jan Clesio. Thẻ phạt, thẻ vàng. Cơ hội được mở ra dành cho Jonathan. Đường chuyền. Không vào. Quả thực là đáng tiếc cho pha phối hợp vừa rồi của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp của Jonathan và Paulo. Chậm một chút thôi. Paulo chậm một chút thôi là đã có một hậu vệ của SHB Đà Nẵng kịp thời can thiệp và cơ hội trôi qua. Jonathan. Vẫn còn. Pha xoay sở là của Paulo. Có quá đông cậu vệ của SHB Đà Nẵng. Đợt phản công. Caludia. Không được. Quả đá phạt góc của Đinh Thanh Trung. Cơ hội dành cho Phi Sơn. Bao. Một cú sút hỏng trở thành một đường kiến tạo tuyệt vời. Jan Clesio. Bàn thắng thứ 5 của anh ở mùa giải năm nay. Và là một pha lập công cực kỳ quan trọng, giúp cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có được sự cân bằng. Tỷ số được san bằng 1-1. Sự bùng nổ. Có thể hiểu được cảm giác này, trạng thái tâm lý này của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Các trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã chơi có thể nói là rất hay ở hiệp đấu thứ hai. Họ thiếu đi một chút may mắn mà thôi. Nhưng bây giờ thì cũng cần tới một chút may mắn để có được bàn thắng san bằng tỷ số vừa rồi. Phi Sơn có được khoảng trống sau khi bóng bật ra. Đó là một cú sút hỏng, nhưng nó lại trở thành một đường truyền vô tình giúp cho Jan Klesio đệm bóng cận thành ghi bàn. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một bàn thắng ngờ hợp lệ, và nó đem lại sự bùng nổ cho trận đấu được coi là chung kết ngược của nhóm cuối bảng trong vòng đấu thứ 19. Cú đá của Phi Sơn, bóng đã đi ra rất xa khỏi khung thành, nhưng đó lại là vị trí mà Jan Klesio đang có mặt. Và một cú đệm bóng có... Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một bàn thắng ngờ hợp lệ, và nó đem lại sự bùng nổ cho trận đấu được coi là chung kết ngược của nhóm cuối bảng trong vòng đấu thứ 19. Cú đá của Phi Sơn, bóng đã đi ra rất xa khỏi khung thành, nhưng đó lại là vị trí mà Jan Klesio đang có mặt. Và một cú đệm bóng, quả đá phạt góc là của Phi Hoàng. Khải đánh đâu, không vào. Thì có lẽ là đã có lỗi việt vị của Wallison. Một tình huống thoát tim, đúng là đã có lỗi việt vị rõ ràng của Wallison. Đây là phút đá bù giờ thứ 5. Điều gì đó sẽ xảy ra ở phút đá bù giờ cuối cùng này. Cơ hội! Không được, không có được cú sút. Mục tiêu của cầu thủ SCB Đà Nẵng chắc chắn rồi, đưa bóng đi càng xa càng tốt. Và như vậy là trọng tài chính Trương Vũ đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ SCB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19. Mỗi đội một điểm sau khi kết thúc vòng đấu này, một kết quả không khiến một đội bóng nào cảm thấy quá hài lòng, đặc biệt là đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bởi nếu thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ vươn lên phía trên. SCB Đà Nẵng đã dẫn trước bằng bàn thắng của Caludia. Những hiệp 2 là đấu thuộc về đội chủ nhà, vô vàn những áp lực bằng một lối chơi tấn công tốc độ và phối hợp đa dạng cuối cùng cũng đã mang về cho đội chủ nhà bàn thắng san bằng tỷ số được ghi do công của Jan Klesio. Nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ